Một loạt doanh nghiệp thông báo rằng họ đang kiếm tiền từ những sản phẩm đắt tiền nhất và hy vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng bất chấp cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt không có dấu hiệu dịu bớt. Các ông lớn trong ngành xa xỉ phẩm vừa công bố báo cáo cho thấy giới thượng lưu trên thế giới đang vung tiền vào các mặt hàng xa xỉ với doanh số bán hàng vượt qua cả mức trước đại dịch. Đà tăng của lãi suất và lạm phát cùng với cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài đã làm dấy lên lo ngại kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái. Những con số trên sẽ khiến hàng trăm nghìn người rơi vào tình trạng nguy hiểm về tài chính, không thể chi tiêu cho bất cứ thứ gì ngoài những thứ cơ bản tuyệt đối. Trong khi đó, hàng triệu người giàu nắm giữ khoản tiền tiết kiệm tích lũy trong đại dịch COVID-19 vẫn muốn chiều chuộng bản thân sau 2 năm bị cầm chân tại nhà. Hermès đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận hàng quý kỷ lục với doanh số bán hàng tăng mạnh tại châu Âu, Mỹ và đà phục hồi tại Trung Quốc trong tháng 6. Chủ tịch Hermès Alex Dumas cho biết ông không nhận thấy dấu hiệu chững lại ở bất kỳ khu vực nào, mặc dù tập đoàn này đã tăng giá sản phẩm 4% trong năm nay. Nhà sản xuất ô tô Renault cũng cho biết sẽ tập trung vào việc bán những chiếc xe có lợi nhuận cao hơn, với dự báo tỷ suất lợi nhuận cả năm sẽ tăng. Những chiếc xe Renault đắt nhất có thể có giá lên tới 100.000 đô la Mỹ. Chiến lược gia của quỹ đầu tư Stellantis, Rebecca Chatsworth cho biết, kết quả kinh doanh khả quan của các thương hiệu xa xỉ phẩm như Louis Vuitton, Fendi and Christian Dior cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của người tiêu dùng châu Âu.